Ok. Công việc bây giờ sẽ là tải website của chúng ta lên Internet để cả thế giới cùng chiêm ngưỡng. Cũng lại có rất nhiều cách để làm điều đó, cả thủ công lẫn tự động. Ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tự động. Trở lại với cả các trang quản lý website của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ cần phải cài đặt một cái plugin. Nó có tên là WP All You Want Migration. Chúng ta có thể thực hiện cái việc là tải cái website của mình lên Internet. Các bạn vào phần plugins và click nút Add New ở đây. Ok, chúng ta sẽ search plugin có tên là WP All You Want Migration. Ok, đây chính là cái plugin All You Want WP Migration. Chúng ta sẽ install now. Đây là một cái plugin chuyên giúp cho các bạn có thể sao lưu phục hồi website của mình. Nó rất là đa năng. Các bạn click vào nút Activate. Ok, bây giờ thì bạn thấy rằng là cái plugin này nó xuất hiện ở thanh bên trái này. All in one WP Migration. Các bạn bây giờ sẽ phải làm công việc đó là xuất cái dữ liệu website của mình ra. Bây giờ các bạn sẽ click vào nút Export ở đây. Export. Và chúng ta sẽ thiết lập những cài đặt. Ở đây là giao diện phần Export. Các bạn hãy đầu tiên là mở phần Advanced ra để xem chúng ta có muốn là xuất những cái gì. Ở đây thì họ sẽ cho một danh mục những lựa chọn. Ví dụ như bạn không muốn xuất ra những cái post revision, hay là không muốn export cái theme, hay là không muốn export plugin, thì các bạn thì click vào. Đây thì tôi sẽ export toàn bộ, cho nên là sẽ không tích vào phần nào cả. Chúng ta click nút là export to. Ở đây chọn file để lưu về máy tính của mình. Và sẽ tạo ra một cái file. Các bạn sẽ đợi một chút để cái chương trình này nén lại những cái dữ liệu trong cái website của chúng ta. Ok, như vậy là xong. Nó thông báo rằng chúng ta hãy download cái này về. Download localhost. Các bạn click vào đây. Kích thước là 117MB. Chúng ta sẽ lưu lại. Save. Cái file này nó có đuôi. Các bạn thấy đây, nó là WP Press. Chúng ta sẽ close. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại trong web của chúng ta trên Internet. Website địa chỉ là awesome.tnibs.com. Và chúng ta sẽ cần cài cái plugin WP All You Want Migration để làm những cái bước tương tự như vậy. WP All You Want Migration. Chúng ta sẽ tìm lại cái plugin này, chúng ta cài đặt. Ok, các bạn click nút Install Now. Và sau đó chúng ta sẽ activate nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái plugin là All You Want WP Migration để click vào nút Import. Các bạn chọn là Import From và chọn File. Chúng ta sẽ tìm đến cái file mà chúng ta đã xuất ra. Đó là cái file localhost awesome, đuôi là wpress này, open. Chúng ta sẽ đợi cái chương trình này tải lên. Sẽ mất thời gian một chút. Ok, có một thông báo hiện lên rằng là cái quá trình nhập dữ liệu này sẽ xóa những cái dữ liệu về cơ sở dữ liệu database, cũng như là tất cả những cái file, cũng như cả theme trong cái website của bạn. Do vậy là hãy lưu ý chắc chắn là chúng ta cần phải làm công việc này. Bây giờ các bạn hãy click vào nút Continue. Và chúng ta sẽ đợi cái kết quả. Ok, họ thông báo rằng là chúng ta đã nhập những cái dữ liệu là xong. Chúng ta close để trở lại với website của mình. Các bạn click vào dashboard. Như vậy là cái cửa sổ mới hiện lên. Và chúng ta sẽ đăng nhập lại vào cái website này. Có một cái lưu ý đó là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thông tin đăng nhập giống như ở trong cái website mới. Cái website ở trên localhost của chúng ta. Tức là ở đây thì tôi sẽ cần phải nhập cái username cũng như là cái mật khẩu giống hệt như là ở trên cái localhost. Tôi sẽ login. Ok, như vậy là xong rồi. Chúng ta sẽ cùng xem là website của chúng ta ở trên Internet nó trông như thế nào. Click vào website mới của tôi. Ok, thật là tuyệt vời. Như các bạn thấy đây là chúng ta đã có được cái website của mình ở trên Internet. Rất là ổn. Ngoài ra thì các bạn thấy là chúng ta còn một cái vấn đề nữa là hiện tại thì cái phông chữ lại đang dùng một cái phông không phải là cái phông SEGOUI mà chúng ta đã dùng. Thì chúng công việc chúng ta bây giờ sẽ là vào để cài đặt lại cái phông này thôi, không có vấn đề gì cả. Các bạn vào mục Avada và Theme Options. Ok, các bạn ấn nút là Save Changes để lưu lại. Và chúng ta sẽ refresh lại cái trang web này của mình, đơn giản là như vậy. Ok, như vậy là xong rồi. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một website hoàn chỉnh giống như những cái gì ở trên localhost.